Sáng ngày 17 tháng 5, huyện ủy Krông-búc tổ chức hội thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp và kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tham dự và cổ vũ hội thi có đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đông đảo cổ động viên và 19 thí sinh tham gia hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh đến mục đích ý nghĩa của hội thi. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho nền độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể hội thi, với nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, vừa là nhu cầu tự hoàn thiện tư cách của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội, với quyết tâm nhân thêm những bông hoa đẹp tốt trong vườn hoa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban thường vụ huyện ủy đã quyết định tổ chức hội thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp về kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Qua đây, chúng tôi hy vọng rằng và mong muốn rằng hội thi sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Như muôn mặt nước nhỏ hòa dòng sông lớn, mỗi ngày mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc để có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, coi đó là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Kính thưa toàn thể hội thi, xin dẫn lời bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vẫn như muôn ngọn là cái Trường Sơn. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp và kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu, các thí sinh, cổ động viên và toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe thành công và chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành xuất sắc nhất phần thi của mình. Chúc cho hội thi thành công, tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. 19 thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp và kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện năm 2023 là cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trên địa bàn huyện. Mỗi thí sinh trải qua 4 phần thi bắt buộc bao gồm phần thi soạn đề cương thuyết trình, phần thi kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phần thi hỏi đáp và phần thi năng khiếu tự chọn. Hôm nay tôi rất là vui cũng như vinh dự được lựa chọn để tham gia cái hội thi kể chuyện về và tìm hiểu về thân thế của Hồ Chí Minh năm 2023 do huyện ủy tổ chức ngày hôm nay. Đến với hội thi hôm nay thì tôi thấy không khí trang hoàng cũng như là công tác chuẩn bị của ban tổ chức rất là chu đáo, giúp cho thí sinh có những cái tinh thần bình tĩnh hơn và tự tin hơn trước khi bước vào phần thi của mình. Đến với hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, tôi rất là vinh dự khi được đại diện cho đảng ủy của sở huyện để cùng với các thí sinh của các đơn vị tổ chức cơ sở đảng là tham gia cái hội thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp và kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để tôi và các đồng chí trong tất cả các cơ sở đảng là tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Bác, và đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng đối với tổ chức đảng cơ sở cũng như là lực lượng vũ trang nói chung về việc phát huy cái giá trị và vai trò về cái tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ngay sau phần khai mạc, 19 thí sinh tham dự hội thi đã bước vào các phần thi theo thể lệ, quy chế. Theo kế hoạch, hội thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp và kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do huyện ủy Krông-búc tổ chức sẽ được diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 5 2023. Thông qua hội thi nhằm phát huy vai trò chủ động sáng tạo của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo sự thống nhất từ trong nội bộ đảng đến toàn thể quần chúng nhân dân, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2023. Là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao ý thức trong mỗi cán bộ đảng viên, xem việc học tập, làm theo gương Bác là trách nhiệm, từ đó phấn đấu làm người công bộc, tận tụy, trung thành với nhân dân.
Thông qua tổ chức hội thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ đảng viên nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị địa phương.